Bây giờ mình sẽ bấm về home. Để đảm bảo an toàn, Mark 3 sẽ điều khiển trục Z nhấc lên trước với tốc độ nhanh. Sau đó cả hai trục X và Y đồng thời về cùng một lúc. Trục nào đụng cảm biến home trước thì dừng trước. Sau khi tất cả các trục đã về home thành công, thì Mark 3 sẽ điều khiển các trục về home thêm một lần nữa với tốc độ chậm. Để làm được việc này, chúng ta vào Operator, Edit Button Strip. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Mark 3 CNC từ chưa biết gì tới khi thành thạo. Tiếp theo phần 4, hôm nay mình sẽ làm phần 5 có nội dung là bố trí, đấu nối công tắc cảm biến và khai báo tín hiệu home limit cho Mark 3. Như mọi người biết thì một máy CNC không cần công tắc cảm biến home hay limit vẫn có thể gia công tạo ra sản phẩm được. Vậy gắn thêm công tắc cảm biến home hay limit thì chúng ta sẽ được thêm lợi ích gì? Đối với công tắc cảm biến limit là giới hạn hành trình phần cứng, chúng ta thường gắn ở đầu và cuối hành trình của trục, giúp bảo vệ máy khỏi hư hỏng khi chúng ta vô tình điều khiển tay hoặc là chạy chương trình G-code gia công vượt khỏi hành trình mà máy có thể di chuyển được. Khi đó trục sẽ tác động vào công tắc hành trình, Mark 3 sẽ đọc được điều đó và ngay lập tức dừng khẩn cấp, đồng thời hiện thông báo cho chúng ta biết. Còn công tắc cảm biến home thì sao? Home sẽ giúp chúng ta lấy lại được tọa độ gia công một cách nhanh chóng trong trường hợp máy mất điện đột ngột. Chỉ với một thao tác là điều khiển cho máy về home là chúng ta đã lấy lại được tọa độ gia công trước đó. Ngoài ra, home còn giúp chúng ta kích hoạt được giới hạn mềm short limit, giúp Mark 3 kiểm soát được hành trình di chuyển. Mark 3 sẽ dừng lại và thông báo cho chúng ta biết không thể di chuyển thêm được nữa nếu chúng ta điều khiển tay vượt quá giới hạn mềm short limit. Hoặc sau khi load một file G-code, Mark 3 sẽ kiểm tra và đưa ra cảnh báo nếu tọa độ gia công trong file đó vượt quá hành trình di chuyển của máy trước khi chúng ta bấm cho máy chạy. Và cuối cùng là nếu chúng ta muốn làm ATC thay dao tự động, bắt buộc chúng ta phải có công tắc cảm biến home, vì các tọa độ như là vị trí cắt dao, đầu so dao, v.v. đều lấy tọa độ tại vị trí home của các trục làm gốc. Trước tiên nói về phần bố trí lắp đặt công tắc cảm biến, cụ thể là trục Y ở đây. Chúng ta sẽ cho máy di chuyển tới điểm đầu và điểm cuối của trục. Sau đó chúng ta sẽ chọn ra một vị trí bất kỳ trên trục Y để gắn một cử hành trình sẽ tác động vào công tắc cảm biến. Điểm đầu và cuối của cử hành trình chính là khoảng cách khả dụng mà máy có thể di chuyển được. Tại vị trí trong cùng theo chiều dương trục Y, chúng ta sẽ gắn một công tắc cảm biến limit Y cộng cộng. Tương tự, tại vị trí ngoài cùng theo chiều âm của trục Y, chúng ta sẽ gắn thêm một công tắc cảm biến limit Y trừ trừ. Khoảng cách từ Y cộng cộng tới Y trừ trừ, chúng ta sẽ gắn thêm một công tắc cảm biến home Y. Khi máy di chuyển ra phía ngoài, nếu cử hành trình tác động vào công tắc cảm biến limit Y trừ trừ, thì Mark 3 sẽ dừng máy lại ngay lập tức. Còn nếu chúng ta điều khiển về home, thì cử hành trình sẽ tác động vào công tắc cảm biến home và dừng lại tại đây. Trường hợp điều khiển lui về sau sẽ tác động vào công tắc cảm biến limit Y cộng cộng, thì Mark 3 cũng sẽ dừng lại ngay lập tức. Cách bố trí cơ bản này sẽ tiêu tốn của chúng ta hết 3 công tắc cảm biến và 2 tín hiệu input cho 2 chức năng home và limit. Thường thì trường hợp này mình chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết. Ví dụ như trường hợp cụ thể này, home của trục Z sẽ là ở đây. Nhưng khi cần thay dao thì trục Z vẫn sẽ tiếp tục nhấc lên phía trên cả công tắc cảm biến home để tiến hành thay dao. Và trên cùng sẽ là một công tắc cảm biến limit Z cộng cộng để giới hạn hành trình phía trên. Vậy nên để tiết kiệm công tắc cảm biến và chỉ cần dùng một tín hiệu input cho cả home và limit thì mình thường bố trí như sau. Mình sẽ bỏ công tắc home ở đây và chỉ giữ lại hai công tắc giới hạn hành trình đầu cuối của trục Y. Một công tắc sẽ có hai tiếp điểm thường hở NO và thường đóng NC. Chúng ta sử dụng NO hay NC thì cách đấu nối sẽ khác nhau. Đối với trường hợp thường hở, chúng ta sẽ nối song song tiếp điểm thường hở của hai công tắc này lại với nhau. Một đầu nối với input của Mark 3. Từ input 10 tới input 13 hiện tại chưa sử dụng tới, nên chúng ta chọn cái nào cũng được. Lát nữa chúng ta sẽ khai báo trong Mark 3 tín hiệu limit Y cộng cộng và Y trừ trừ trên đó là xong. Đầu còn lại chúng ta nối với lại GND. Quan sát sơ đồ này, mọi người sẽ thắc mắc trục Y di chuyển tới lui thì cử hành trình sẽ tác động vào công tắc limit Y trừ trừ hoặc là Y cộng cộng. Tín hiệu limit được gửi tới input 11. Mark 3 sẽ dừng lại và báo lỗi thì ổn rồi. Vậy còn home ở đâu? Mark 3 khá linh hoạt trong vấn đề này. Nó cho phép chúng ta khai báo mỗi chức năng home hoặc limit một chân input riêng lẻ, hoặc cũng có thể khai báo chung một chân input. Vậy nên việc còn lại của chúng ta là khai báo cho cả home và limit trục Y cùng chân input 11 theo sơ đồ trên đây luôn. Khi đó chân input 11 sẽ đảm nhận hai chức năng vừa home vừa limit. Lúc này chúng ta muốn trục Y home về công tắc Y cộng cộng hay là Y trừ trừ, chỉ cần khai báo trong Mark 3 là được. Câu hỏi lúc này là vậy sao Mark 3 biết được khi nào home, khi nào limit? Thì từ lúc chúng ta mở Mark 3 lên, chân input 11 sẽ có chức năng là limit. Chỉ khi nào có lệnh về home trục Y thì lúc này Mark 3 sẽ chuyển chân input 11 về chức năng home. Giả sử chúng ta chọn hướng về home sẽ tác động vào công tắc Y trừ trừ
và cơ chế home của Mach 3 sẽ là điều khiển trục di chuyển cho tới khi cử hành trình tác động vào công tắc cảm biến Y trừ trừ. Thì Mach 3 sẽ điều khiển đảo chiều quay của động cơ để lùi trục Y ra cho tới khi công tắc hành trình Y trừ trừ được trả lại trạng thái ban đầu thì mới được tính là home thành công. Và khi đó Mach 3 mới chuyển chân input 11 quay trở lại chức năng limit. Tương tự cho trục X và Z, chúng ta cũng bố trí và đấu nối như trục Y. Vậy là mỗi trục chúng ta chỉ tiêu tốn một input cho cả home và limit. Còn trường hợp chúng ta sử dụng tiếp điểm thường đóng NC thì sao? Khi đó chúng ta sẽ nối tiếp hai tiếp điểm thường đóng của công tắc cảm biến Y trừ trừ và Y cộng cộng lại với nhau. Một đầu nối với lại input của Mach 3, đầu còn lại chúng ta nối với lại GND. Tương tự cho trục X và Z. Và lát nữa chúng ta cũng sẽ khai báo trong Mach 3 chức năng kép home và limit cho cả ba input của ba trục như trường hợp thường hở NO lúc nãy. Hai trường hợp sử dụng tiếp điểm thường hở hoặc là thường đóng này, ngoài khác nhau ở cách đấu nối, thì trong phần khai báo cho Mach 3 cũng khác nhau ở chỗ. Đối với tiếp điểm thường hở, khi công tắc cảm biến bị tác động, sẽ nối tín hiệu input xuống GND, tạo ra tín hiệu tích cực mức thấp, nên cột acid low chúng ta phải chết xanh lên. Còn đối với lại tiếp điểm thường đóng, khi công tắc cảm biến bị tác động, sẽ ngắt tín hiệu input tới GND ra. Như vậy sẽ tạo ra tín hiệu tích cực mức cao, nên cột acid low chúng ta không cần phải chết vào. Cách bố trí này sẽ tiêu tốn hai công tắc cảm biến và một input cho mỗi trục. Và để tiết kiệm hơn nữa, mình sẽ bố trí như sau. Thay vì bố trí hai công tắc cảm biến Y trừ trừ và Y cộng cộng ở hai đầu và cuối hành trình, thì mình đổi lại là bố trí hai cử hành trình Y trừ trừ và Y cộng cộng ở đầu và cuối hành trình, và mình dời một công tắc cảm biến về giữa hành trình, đồng thời bỏ cái còn lại đi. Như vậy, khi trục di chuyển ra ngoài, công tắc cảm biến sẽ bị cử hành trình Y trừ trừ tác động, còn khi trục di chuyển lui vào trong thì sẽ bị cử hành trình Y cộng cộng tác động. Với cách bố trí này, vì chỉ sử dụng một công tắc cảm biến, nên cách đấu nối không cần phân biệt thường hở hay là thường đóng. Lúc này mỗi công tắc sẽ được nối tới một input là xong. Còn phần khai báo trong Mach 3 sẽ tương tự như cách bố trí hai công tắc cảm biến, tùy vào tiếp điểm thường đóng hay thường hở mà ta chết hoặc là không chết vào cột active low. Và mọi người nên sử dụng tiếp điểm thường đóng NC cho an toàn nha. Lý do vì sao thì ở phần 3 mình có nói rất kỹ rồi. Như vậy là với cách bố trí này, mỗi trục sẽ tiêu tốn một công tắc cảm biến và một tín hiệu input. Và theo như tính nhẩm của mình, thì số lượng input cần phải có cho dự án thay giao tự động sắp tới của mình cần rất là nhiều input. Thường thì mình sẽ sử dụng truyền thông Modbus và cho BOC đảm nhận số lượng in-out. Nhưng dự án này không dùng Modbus nên cần phải tiết kiệm từng input một. Vậy nên còn một cách đấu nối để tiết kiệm input nữa, đó là gom tất cả công tắc cảm biến của tất cả các trục về cùng một chân input. Nghe thì thấy hơi vô lý đúng không ạ? Nhưng như mình đã nói, Mach 3 khá linh hoạt trong vấn đề này. Vậy nên chúng ta hoàn toàn có thể gom tất cả công tắc cảm biến về một chân input của Mach 3 và khai báo cho tất cả các chức năng home và limit của các trục chung một chân input. Tùy vào sử dụng tiếp điểm thường hở hay là thường đóng mà chúng ta có cách đấu nối song song hay nối tiếp như sơ đồ trên đây. Trong phần khai báo cho Mach 3, chân input home và limit của cả ba trục đều được khai báo là pin 10. Cột acid low tùy vào tiếp điểm thường hở hay là thường đóng mà ta có chết vào hoặc là không. Đối với chức năng limit, thì bất kỳ công tắc của bất kỳ trục nào bị tác động đều gửi tín hiệu xuống chân input 10. Mach 3 không cần biết công tắc cảm biến đó là của trục nào, chỉ cần biết đó là limit của tất cả các trục. Và khi đó Mach 3 sẽ dừng lại và báo lỗi ngay lập tức. Nghe thì cũng ổn, không vấn đề gì. Còn khi bấm home thì Mach 3 cũng sẽ tự động chuyển chân input 10 sang chức năng home như các trường hợp lúc nãy. Nhưng câu hỏi đặt ra là chung một chân input thì sao Mach 3 biết được tín hiệu công tắc nào là của trục nào mà về home? Thì chúng ta phải hiểu được cơ chế về home mặc định của Mach 3 là tuần tự từng trục một về home, ưu tiên Z về trước. Sau khi cử hành trình tác động vào công tắc cảm biến thì Mach 3 sẽ đảo chiều quay động cơ để lui trục Z lại cho tới khi công tắc cảm biến được trả lại trạng thái ban đầu để các trục sau có thể tiếp tục về home, thì lúc đó mới được tính là về home trục Z thành công. Sau đó tới lượt trục Y tương tự như trục Z. Sau khi cử hành trình tác động vào công tắc cảm biến thì Mach 3 sẽ đảo chiều quay động cơ để lui trục Y lại cho tới khi công tắc cảm biến được trả lại trạng thái ban đầu. Tiếp tục tới trục X cũng như vậy. Vì hoạt động lần lượt từng trục nên tín hiệu không bị xung đột và Mach 3 vẫn hiểu và điều khiển đúng được. Bây giờ mình sẽ sử dụng kết hợp cả hai cách. Đó là công tắc cảm biến của trục X nối tới input 10. Còn công tắc cảm biến của trục Y và Z sẽ dùng chung input 11. Mình cố tình dùng hai cách vì khi sử dụng input riêng biệt sẽ có thể sử dụng một chức năng mà trường hợp xài chung một ngõ vào input sẽ không làm được. Lát nữa mình sẽ làm ví dụ chia sẻ sau. Nếu dùng tiếp điểm thường hở thì mắc song song hai tiếp điểm của công tắc cảm biến trục Y và Z lại với nhau. Còn mình dùng tiếp điểm thường đóng nên sẽ nối tiếp hai tiếp điểm của trục Y và Z như sơ đồ trên đây nha. Giờ mình sẽ gắn cử hành trình và công tắc cảm biến lên để lát nữa chúng ta tiến hành khai báo.
Tương tự như trục y, mình sẽ tận dụng các lỗ ốc này để gắn công tắc cảm biến cho trục x nha. Sau khi bố trí và đấu nối xong, bây giờ tới phần tiến hành khai báo home và limit cho Mach 3. Chúng ta vào config, port and pin, chuyển qua tab input signal. Tại cột signal, chúng ta thấy các tín hiệu limit cộng cộng, trừ trừ và các tín hiệu home của các trục. Theo như sơ đồ đấu nối trên đây, chúng ta có thể khai báo trực tiếp cho các trục hoặc cũng có thể cho Mach 3 tự động cài đặt bằng cách ấn vào auto setup of input. Sau đó chúng ta chọn home x cần khai báo, rồi bấm auto set. Mach 3 hiện thông báo đang dò tìm tín hiệu và yêu cầu chúng ta tác động vào công tắc. Chúng ta đang cài Home X nên mình sẽ tác động vào công tắc của Home X. Sau khi ấn thì Mach 3 tiếp tục hiện thông báo cho chúng ta biết là tín hiệu Home X đã được cài đặt là bọc 1 và pin 10, đúng như sơ đồ đấu nối ở đây. Chúng ta tiếp tục cho Mach 3 tự động cài đặt limit x trừ trừ. Bấm vào Auto Set. Do xài chung một công tắc cho hai chức năng nên chúng ta vẫn tác động vào công tắc Home X lần nữa để gán cho nó thêm chức năng limit. Và như mọi người thấy thì Mach 3 vẫn hiện thông báo tín hiệu limit x trừ trừ đã được cài đặt là port 1 và pin 10 như trường hợp Home X lúc nãy luôn. Vì hai chức năng Home và Limit xài chung một công tắc cảm biến và một ngõ vào input. Tiếp theo chúng ta sẽ cho Mach 3 tự khai báo Home Y. Ấn Auto Set, mình sẽ tác động vào công tắc Home Y. Lúc này Mach 3 hiện thông báo tín hiệu Home Y đã được cài đặt là port 1 và pin 11, cũng đúng theo như sơ đồ đấu nối ở đây luôn. Chúng ta bấm OK. Lúc này chúng ta thấy Mach 3 đã tự động kích hoạt tín hiệu limit x trừ trừ và home của xy. Ở cột active low do mình xài tiếp điểm thường đóng nên Mach 3 cũng tự động không chết vào đây. Limit x cộng cộng có kích hoạt hay không cũng không có nhiều ý nghĩa vì chỉ có một tín hiệu input trên số 10 đảm nhận vừa home vừa limit. Khi đó dù trục tới hoặc lui thì cử hành trình cũng tác động vào công tắc hành trình đưa tín hiệu đến trên input 10 này. Vậy nên chỉ cần kích hoạt một limit x trừ trừ hoặc x cộng cộng cũng đủ để làm Mach 3 dừng khẩn cấp khi công tắc cảm biến home limit của x bị tác động. Còn muốn kích hoạt lên cho đẹp mắt thì chúng ta chỉ việc enable lên và khai báo như home x là được. Tương tự cho limit y cộng cộng và y trừ trừ, chúng ta cũng khai báo tương tự như home y. Do công tắc cảm biến home limit z nối chung tín hiệu trên input 11 với công tắc cảm biến home limit y, vậy nên chúng ta sẽ khai báo home limit của z tương tự như của y luôn. Apply, OK. Bây giờ mình sẽ bấm về home và xem kết quả như nào. Nếu trong quá trình về home này mà có trục nào bị ngược, có thể gây ra va chạm, ví dụ như Z home đi xuống, thì mọi người nhấn reset để dừng lệnh về home lại, rồi tiến hành khai báo đảo chiều home cho trục đó nha. Còn hiện tại máy mình đang di chuyển home Z đúng hướng. Riêng trục XY do có cử hành trình hai đầu, nên nó home chiều nào cũng không gây ảnh hưởng gì. Mình sẽ để cho nó home xong luôn. Vậy là sau khi home thì Z nhấc lên, Y lùi vào trong tạo ra không gian thuận tiện cho việc gá đặt phôi gia công đúng ý mình rồi. Hiện tại trục X đang home về phía X dương. Giả sử bây giờ mình muốn home X ngược lại về phía X âm thì sao? Chúng ta sẽ vào config, homing limit. Tại cột reverse, dịch nghĩa là đảo ngược.
Nhưng để đảo chiều hướng về home thì chúng ta không chết vào cột này nha. Vì chức năng đảo ngược ở đây nó sẽ tương đương với lại chúng ta chết vào cột direction long axis của trục x và đổi luôn phím điều khiển x cộng cộng và x trừ trừ cho nhau cộng lại. Khi đó về home sẽ đúng hướng chúng ta muốn, nhưng khi điều khiển tay thì phím điều khiển và hệ quy chiếu sẽ bị ngược hết luôn. Để đảo chiều hướng về home của trục x hoặc bất kỳ trục nào nhưng không làm ảnh hưởng tới hệ quy chiếu và phím điều khiển, chúng ta chỉ việc chết vào cột home net là xong. Ok. Bây giờ mình sẽ ấn về home lần nữa và mọi người quan sát sẽ thấy trục x đã đổi hướng về home sang phía x trừ trừ. Tiếp theo như mình nói lúc nãy, sau khi về home thì mắt 3 sẽ chuyển tất cả các công tắc cảm biến về lại chức năng limit. Vậy nên lúc này mình sẽ cố ý lui y về sau home và mọi người quan sát thử nha. Mình vừa lui được 0.5mm thì cử hành trình đã tác động vào công tắc cảm biến home limit và mắt 3 đã dừng khẩn cấp ngay lập tức, đồng thời hiện thông báo công tắc cảm biến đang bị tác động. Chuyển qua trang chẩn đoán diagnostic, chúng ta sẽ thấy LED báo trạng thái M1 đến M6 thể hiện trạng thái cảm biến của trục X đến trục C. LED cộng limit, trừ limit và home thể hiện trạng thái của input được gán cho các tín hiệu trong tab input signal lúc nãy. Hiện tại máy đang bị quá cử limit Y cộng cộng, nhưng LED báo trạng thái của M2 và M3, tức là của trục Y và trục Z, cả home lẫn limit cộng trừ đều sáng lên. Lý do là vì Y và Z dùng chung một ngõ vào input 11, và đây là nhược điểm của dùng chung tín hiệu ngõ vào. Khi đó máy đang chạy mà dừng lại báo lỗi cảm biến. Nếu cả ba trục X, Y, Z đều xài chung một ngõ vào input, thì chúng ta nhìn vào trang chẩn đoán này sẽ không xác định được công tắc cảm biến của trục nào đang bị lỗi, vì cả 6 LED của cả ba trục đều sáng lên hết. Lúc đó bắt buộc chúng ta phải đi kiểm tra từng công tắc cảm biến xem cái nào bị hư hay là đứt dây để sửa lại. Quay lại trang program run, lúc này chúng ta phải tắt nút reset đi để điều khiển trục Y thoát khỏi công tắc cảm biến. Nhưng lúc này mắt 3 không cho phép chúng ta tắt reset đi, lý do là máy đang bị quá cử hành trình. Chúng ta chuyển qua trang setting, kích hoạt auto limit override. Nút này có chức năng là mỗi khi máy bị quá cử hành trình thì mắt 3 vẫn dừng lại khẩn cấp, nhưng sẽ cho phép chúng ta bấm reset để điều khiển trục thoát khỏi quá cử. Tiếp tục quay lại program run, lúc này chúng ta có thể bấm reset được rồi. Sau đó chúng ta điều khiển cho trục Y thoát ra khỏi quá cử. Khi điều khiển mà mắt 3 tiếp tục reset báo quá cử, thì mọi người tiếp tục ấn reset và điều khiển cho trục thoát ra lại nha. Bây giờ chúng ta bấm về home lại. Như vậy là chúng ta đã khai báo xong cảm biến home và limit cho máy của mình. Tiếp theo, sau khi có cảm biến home rồi, thì chúng ta có thể kích hoạt short limit lên. Trước tiên, chúng ta sẽ điều khiển trục X di chuyển tới cuối hành trình và dừng lại trước khi cử hành trình tác động vào công tắc home limit. Nếu thấy tốc độ di chuyển nhanh quá thì mọi người bấm vào phím tab và chỉnh lại phần trăm tốc độ di chuyển ở đây để điều khiển chậm lại. Tương tự cho trục Y. Tiếp tục với trục Z. Sau đó chúng ta bấm vào Machine Call để xem tọa độ máy. Tọa độ máy là tọa độ lấy vị trí home làm gốc. Chúng ta không thể set trực tiếp bằng cách nhập số vào đây rồi bấm Enter như chúng ta thường làm khi set tọa độ gia công G54 được. Mặc định luôn bằng 0 khi trục về đến vị trí home. Và chúng ta có thể chỉnh bằng một con số khác khi về đến home vẫn được, nhưng nên để bằng 0. Khi nào làm tới phần đài xoay thay dao dùng trục C, mình sẽ chia sẻ cách đổi tọa độ máy khi về home và vì sao lúc này lại đổi. Hiện tại do tọa độ gia công G54 khi ở home cũng bằng 0, nên tọa độ máy và tọa độ G54 bằng nhau. Nhưng nếu đang khác nhau thì mọi người cần phải dựa vào tọa độ máy để khai báo short limit nha. Để khai báo short limit, chúng ta vào config, home min limit. Tại cột short max và short min là giá trị tọa độ max min của trục mà chúng ta muốn giới hạn. Tọa độ x max đang hiển thị là 312.224 và còn một đoạn nữa thì cử hành trình mới tác động vào công tắc home limit của x, nên mình sẽ làm tròn là 315 luôn nha. X min rõ ràng là khi về tới home luôn bằng 0 rồi, nên mình sẽ nhập 0 vào đây. Tiếp tục với trục y max sẽ bằng 0 khi về tới home. Y min đang hiển thị là -264.16, mình sẽ làm tròn là -260. Tương tự cho trục Z, khi nhấc lên tới home, Z max sẽ bằng 0. Và Z min đang hiển thị là 272.3, mình làm tròn là -270. Ok, bây giờ chúng ta thử kích hoạt short limit lên. Mắt 3 hiện thông báo máy đang nằm ngoài giới hạn short limit, nên chúng ta chưa thể kích hoạt được. Do lúc nãy mình làm tròn trục Y và Z lên -260 và -270, nên tọa độ hiện tại đang vượt quá giới hạn rồi. Giờ chúng ta phải lui trục Y và Z quay lại vùng hoạt động. Hoặc mình bấm về home lại đi ha.
Rồi bây giờ mình sẽ kích hoạt Short Limit lên lại. Bây giờ mình thử điều khiển lui y về sau như lúc nãy xem sao nha. Thay vì Mach 3 điều khiển trục y lui vào trong, đục cử hành trình và báo lỗi quá cử như lúc nãy, thì bây giờ Mach 3 hiện thông báo chuyển động bị hủy bỏ do chúng ta giới hạn Emacs bằng 0 trước đó, nên hiện tại không thể điều khiển lui vào trong thêm được nữa. Giờ mình điều khiển cho y chạy tới thì sao? Vậy là dù mình vẫn đè phím điều khiển y chạy tới, nhưng Mach 3 sẽ dừng lại khi y đạt tới ngưỡng trừ 260 và tiếp tục hiện thông báo bên dưới. Nhưng mọi người có để ý, khi y đang di chuyển và bất ngờ đạt tới ngưỡng giới hạn min trừ 260, thì máy đột ngột dừng lại gây ra hiện tượng giật mạnh, tạo cảm giác khó chịu và không tốt cho máy chút nào. Và để khắc phục được việc này, chúng ta vào lại config. Homing limit. Tại cột close zone, chúng ta tăng giá trị lên 20, tức là 20 mm trước khi đạt ngưỡng giới hạn, thì Mach 3 sẽ giảm dần tốc độ và dừng hẳn khi tới ngưỡng giới hạn short limit. Ok, bây giờ mình sẽ điều khiển y lui vào trong và mọi người để ý quan sát nha. Vậy là khi còn cách 20 mm trước khi đạt ngưỡng giới hạn Emacs bằng 0, thì Mach 3 giảm dần tốc độ và dừng hẳn khi bằng 0, tạo cảm giác mượt hơn và tốt hơn cho máy. Chúng ta có thể test và quan sát lại lần nữa. Đó là chức năng Short Limit khi chúng ta điều khiển tay. Còn khi chạy G-code thì sao? Giờ mình sẽ set tọa độ gia công G54 tại giới hạn Short Min của Y là -100. Tiếp theo, load một đoạn G-code. Nội dung G-code sẽ cho Y chạy tới tọa độ Y101. Vậy là sẽ vượt ra khỏi hành trình Short Limit đúng không ạ? Vì tại vị trí -100 của tọa độ gia công G54 hiện tại, tương ứng với vị trí Short Limit của Y là -260 rồi. Giờ mình sẽ bấm Cycle. Mach 3 hiện thông báo short limit ngay lập tức, lúc này chúng ta nên bấm no dừng lại và kiểm tra. Nếu tiếp tục bấm Z thì máy vẫn hoạt động, nhưng những tọa độ nào nằm ngoài short limit sẽ không được thực thi, và như vậy là hư phôi. Chúng ta bấm no, led run vẫn đang sáng, ấn reset để dừng cycle ta lại. Bây giờ bắt buộc chúng ta phải lui gốc tọa độ gia công Y0 vào trong ít nhất là 1 mm nữa. Mình sẽ điều khiển cho trục Y lui vào trong 1 mm và set tại đó bằng 0. Sau khi chỉnh xong, chúng ta bấm Cycle ta để chạy file. Vậy là Mach 3 không còn cảnh báo short limit nữa, vì tọa độ gia công G54 Y-101 vừa bằng với lại short min của Y là -260. Và đó là chức năng an toàn của short limit. Còn một mục cần lưu ý cuối cùng, đó là tốc độ về home. Chúng ta có thể chỉnh bằng cách vào config homing limit. Tại cột speed phần trăm, mặc định đang để 20% của mắc tốc G0. Giờ mình sẽ tăng lên 80%. Ok, mình sẽ load một file G-code điều khiển các trục chạy ra xa trước khi về home cho lẹ. À quên, mình phải set lại tọa độ Y ở đây là -260. Short limit lại phát huy tác dụng khi chúng ta sơ suất đúng không ạ? Rồi mình nhấn cycle ta lại. Giờ mình bấm về home. Mọi người thấy tốc độ về home nhanh hơn rất nhiều rồi đúng không? Nhưng có một nghịch lý là tốc độ về home càng nhanh thì sai số lặp lại giữa các lần về home lại lớn. Vậy nên dù về chậm gây ra hội chứng buồn ngủ, nhưng mọi người vẫn cắn răng cài theo mặc định là 20%, hoặc có khi chỉnh xuống 10%. Khi đó, để tiết kiệm thời gian khi về home, chúng ta phải điều khiển tay cho các trục di chuyển lại gần home rồi mới bấm cho máy về home. Có một giải pháp để giải quyết vấn đề này, nhưng không mấy ai sử dụng. Có lẽ vì không biết, hoặc có biết nhưng thấy phiền và không cần thiết nên không quan tâm. Đó là sửa lại macro về home cho Mach 3. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cách chỉnh sửa macro cho nút nhấn về home của Mach 3 thành hai chức năng sau đây, để mọi người lựa chọn nếu muốn sử dụng. Thứ nhất là về home độc lập từng trục, hai cấp tốc độ, lần đầu nhanh, lần sau chậm. Thứ hai là về home đồng thời nhiều trục, cũng hai cấp tốc độ, lần đầu nhanh, lần sau chậm. Trước tiên là về home độc lập từng trục, hai cấp tốc độ. Chúng ta vào Operator, Edit Custom Script, click chọn nút nhấn về home. Tại đây, mọi người thấy có 4 dòng lệnh macro tương ứng với lệnh về home cho 4 trục là Z, Y, X và A. Thêm 3 câu lệnh bên dưới nữa. Có chức năng là xóa bộ đếm encoder của 3 trục X, Y, Z. Cũng không cần thiết vì chúng ta không sử dụng tới. Vậy nên mọi người cứ xóa hết đi ha. File home 2 tốc độ độc lập mình ghim ở dưới mô tả. Mọi người tải về và mở nó lên. Sao chép toàn bộ nội dung trong này, rồi dán nó vào trong file macro nút nhấn của Mach 3. Nội dung trong file này khá đơn giản. Khối lệnh đầu tiên là khai báo 6 biến toàn cục dùng để lưu trữ giá trị tốc độ về home nhanh trong một khai báo speed phần trăm chúng ta nhập giá trị vào lúc nãy.
Khối lệnh thứ hai là lưu giá trị trong mục khai báo speed phần trăm cho 6 biến chúng ta vừa tạo ở trên. Hàm get bar ram cho phép chúng ta đọc thông số cài đặt của Mach 3. Phần trăm ngoặc chính là tên của thông số cần đọc. Cụ thể ở đây là tốc độ về home của các trục. Theo như tài liệu Mach 3 cung cấp thì ta có tên như danh sách trên đây. Sau khi thực hiện các khối lệnh này thì các biến default từ X tới Z sẽ lưu giá trị là 80. Còn từ A đến C sẽ lưu giá trị là 20. Mọi người muốn về home nhanh bao nhiêu phần trăm thì chỉnh bấy nhiêu trong mục speed phần trăm nha. Khối lệnh thứ ba là về home với tốc độ nhanh theo phần trăm chúng ta cài đặt trong cột speed phần trăm theo thứ tự lần lượt là Z nhất lên trước. Sau đó đến Y, X, A, B, C. Mọi người còn nhớ hàm Do OEM Button và địa chỉ nút nhấn home chúng ta đã từng sử dụng trong macro M19 của phần 4 rồi đúng không ạ? Khối lệnh thứ tư là ghi phần trăm tốc độ về home của các trục cho thông số speed phần trăm bằng hàm set param. Phần trăm ngoặc là tên thông số và giá trị cần ghi. Sau khi thực thi khối lệnh này, thì thông số trong ô speed phần trăm của các trục sẽ bằng 5%. Khối lệnh thứ 5 tương tự như khối lệnh thứ 3 là về home lần lượt các trục một lần nữa. Nhưng lúc này tốc độ về home chỉ bằng 5% của max speed mà thôi, do khối lệnh thứ 4 trước đó đã gán 5% tốc độ về home cho các trục. Khối lệnh thứ 6 tương tự như khối lệnh thứ 4, chỉ khác là thay vì ghi trực tiếp giá trị 5 vào cột speed phần trăm, thì lần này giá trị được ghi sẽ bằng với lại giá trị được lưu trữ trong các biến default X, Y, Z, A, B, C mà trước đó ở khối lệnh thứ 2 chúng ta đã cất giữ. Sau khi thực thi khối lệnh này thì giá trị trong cột speed phần trăm của các trục được trả về như ban đầu là X, Y, Z bằng 80, còn A, B, C bằng 20 như chúng ta đã cài đặt trước đó. Save file và đóng lại. Giờ mình sẽ bấm cycle ta để đưa trục ra xa. Tiếp theo mình sẽ bấm về home và mọi người quan sát ha. Trục Z về trước với tốc độ 80% của max speed. Sau đó tới các trục còn lại. Sau khi tất cả các trục mình sử dụng về home thành công thì các bạn quan sát kỹ tọa độ của các trục và khung máy sẽ nhích nhẹ về home lần 2 với tốc độ chậm 5% max speed. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi tốc độ về home chậm 5% bằng con số khác mà mọi người muốn. Giả sử giờ mình sẽ quay lại và đổi thành 1% bằng cách sửa 5 thành 1 cho các trục X, Y, Z, A. Share lại. Bấm Cycle Start cho các trục chạy ra xa cho dễ quan sát. Bấm về home. Quá trình về home vẫn như lúc nãy, chỉ khác là lần về home tốc độ chậm lần này sẽ có tốc độ là 1% của max speed. Như vậy là với đoạn macro này thì chúng ta có thể về home với tốc độ 1%, giúp tăng độ chính xác giữa các lần về home, nhưng lại không gây ra hội chứng buồn ngủ một chút nào đúng không ạ? Nếu bạn nào sử dụng hộ máy size lớn và cảm thấy chưa thỏa mãn với cách về home này, thì hãy thử sử dụng macro về home thứ hai của mình bằng cách mở lại cửa sổ macro của nút nhấn home. Xóa macro cũ đi. Mở file home hai tốc độ đồng thời lên. Sao chép toàn bộ và dán vào cửa sổ macro của nút nhấn home. Trong nội dung file macro này, tất cả đều giống file macro trước đó. Chỉ riêng phần khối lệnh thứ 3 là điều khiển các trục về home với tốc độ nhanh có khác đôi chút. Đó là đầu tiên sẽ về home trục Z trước bằng lệnh Do OEM Button 1024. Để đảm bảo an toàn thì luôn là phải vậy. Z phải home trước rồi làm gì thì làm đúng không ạ? Tiếp theo là hàm Red Combination. Có chức năng là về đồng thời nhiều trục cùng một lúc. Số trong ngoặc quyết định các trục nào được về home. X, Y, Z, A, B, C có giá trị lần lượt là 1, 2, 4, 8, 16, 32. Bạn muốn các trục nào được về thì cộng các giá trị tương ứng với các trục đó lại và điền tổng số vào trong ngoặc là xong. Giả sử mình muốn trục X, Y, A về đồng thời thì mình sẽ lấy 1 cộng 2 cộng 8 bằng 11 và điền 11 vào trong ngoặc là xong. Giá trị phần trăm tốc độ về home chậm ở đây mọi người cũng có thể thay đổi theo ý mình ha. Save lại.
Mình tiếp tục bấm Cycle Star để điều khiển ba trục ra xa. Tiếp tục bấm Home. Cơ chế về Home vẫn như lúc nãy, nhấc Z lên trước, nhưng sau đó cả X và Y đều về cùng một lúc. Trục nào về Home trước thì dừng trước. Do trục A mình không sử dụng nên Mach 3 sẽ bỏ qua Home trục A. Sau khi tất cả Home xong thì Mach 3 sẽ điều khiển trục về Home thêm lần nữa với tốc độ Home là 5% Max Speed. Giữa hai kiểu về Home độc lập và đồng thời này, có một điểm quan trọng cần lưu ý. Đó là nếu muốn về Home đồng thời, thì input Home của các trục về đồng thời phải là các input khác nhau. Đó là lý do mà ở phần khai báo đầu clip, mình đã đấu nối và khai báo cho X là input 10, còn Y và Z là input 11. Vì Z về độc lập một mình trước đó rồi, nên khi X và Y cùng về đồng thời, thì tín hiệu Home của X và Y là input 10 và input 11 là hai input khác nhau. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần khai báo Home và Limit, bao gồm cả Hard Limit lẫn Soft Limit cho Mach 3. Tới đây, bạn nào đang chuẩn bị đấu nối tín hiệu Home Limit bằng cảm biến, sẽ thắc mắc là bố trí và khai báo thì có thể áp dụng giống như công tắc mà chúng ta vừa xem. Còn đấu nối thì như nào? Vì công tắc là tiếp điểm cơ, còn cảm biến là tiếp điểm bán dẫn. Nói về loại cảm biến thì thường sử dụng hai loại cơ bản là cảm biến quang và cảm biến tiệm cận cảm ứng từ. Mọi người xài loại nào cũng được, vậy nên mình sẽ gọi chung là cảm biến. Cảm biến sẽ chia ra hai loại là 2 giây và 3 giây. Mỗi loại lại có hai trường hợp là thường dẫn NC và thường hở NO. Trước tiên, đối với loại 2 giây, trường hợp thường dẫn hay thường hở, mọi người áp dụng tương tự như công tắc cơ. Mỗi input nối tới một cảm biến Home Limit. Trường hợp giới hạn đầu cuối hành trình bằng hai cảm biến, nếu là loại thường hở thì mắc song song lại với nhau, còn nếu là thường dẫn thì mắc nối tiếp lại với nhau. Cách nối thì tương tự như công tắc cơ cũng có 2 dây, nhưng chú ý một điều là dây của cảm biến sẽ có hai màu, là xanh dương và nâu. Vậy nên chúng ta để ý dây nâu luôn được nối tới input của Mach 3, còn dây xanh dương được nối xuống GND. Trường hợp hai cảm biến nối tiếp nhau, thì dây nâu con này nối dây xanh dương con kia, dây nâu còn lại vẫn nối tới input của Mach 3, và dây xanh dương thì nối xuống GND. Còn đối với loại 3 dây, chúng ta sẽ có hai loại cảm biến là NBN và BNB. Nhìn vào sơ đồ cấu tạo trên đây, thì chúng ta thấy PNP là loại tạo ra điện áp dương cấp cho tải đang nổi sẵn một cực xuống GND. Còn NPN tạo ra điện áp âm cấp cho tải đang nổi sẵn một cực lên nguồn dương. Và điện áp âm chính là tín hiệu GND mà bo Mach 3 muốn chúng ta kết tới trên input. Vậy nên chúng ta sẽ lựa chọn loại cảm biến NPN. Và rõ ràng là dù là thường hở hay là thường dẫn, thì dây nâu luôn nối lên nguồn 24V. Dây xanh dương được nối xuống GND. Dây tín hiệu ngõ ra màu đen sẽ được nối tới các input của Mach 3. Lúc này trường hợp thường dẫn hay thường hở không ảnh hưởng tới cách đấu dây nếu chúng ta sử dụng một cảm biến cho chức năng Home và Limit. Khi đó nếu là thường hở thì chúng ta chất vào cột Active Low, còn thường dẫn thì chúng ta không cần chất vào. Hoặc không biết có nên chất vào hay không thì mọi người có thể sử dụng chức năng Auto Set Off Input để Mach 3 tự khai báo luôn. Nhưng nếu các bạn muốn gom 2 hoặc 3 cảm biến về một input như mình cho Y và Z chung một input 11 lúc nãy, hoặc sử dụng 2 cảm biến để giới hạn đầu cuối hành trình và sử dụng chung một input, thì chúng ta cần phân biệt thường dẫn hay thường hở để đấu nối. Nếu là loại thường hở NO thì đơn giản mọi người chỉ việc nối hai chân đen lại với nhau, đưa về một ngõ input Mach 3 là xong. Lúc này một trong hai con bị tác động đều kéo chân input của Mach 3 xuống GND. Nhưng nếu là loại thường dẫn NC thì hơi phiền phức. Chúng ta không thể nối tiếp hai cảm biến với nhau như trường hợp 2 dây được. Và trường hợp này chúng ta cũng không thể gom hai cảm biến về cùng một chân input được nha. Vì khi ở trạng thái bình thường thì cả hai đều kéo input của Mach 3 xuống GND. Khi một trong hai cảm biến bị tác động và hở ra thì vẫn có một con còn lại kéo input Mach 3 xuống GND, nên Mach 3 sẽ không nhận ra được con kia đang bị tác động nha mọi người. Các bạn có thể bố trí kết hợp một cảm biến hai cử hành trình như mình đã làm để giới hạn hành trình limit đầu cuối cho máy. Còn không bố trí được ở giữa thì tới lúc này chúng ta sẽ kết hợp cảm biến và công tắc với nhau. Đầu còn lại ở phía bên kia các bạn bố trí thêm một công tắc cơ. Sau đó chúng ta sẽ nối dây đen của cảm biến tới chân com của công tắc. Chân thường đóng NC của công tắc nối tới input của Mach 3. Như vậy là khi cử hành trình tác động vào cảm biến hay là công tắc, thì chân input của Mach 3 đang được nối tới GND sẽ bị hở ra và Mach 3 sẽ dừng lại ngay lập tức. Vậy là đã giải quyết được vấn đề rồi ha. Tới đây là chúng ta đã đi hết nội dung của phần 5. Nếu còn gì thắc mắc chưa rõ thì các bạn để lại câu hỏi dưới phần bình luận, mình sẽ trả lời sau. Nếu thấy hay và hữu ích thì các bạn đăng ký, theo dõi kênh và đừng quên ấn like ủng hộ tinh thần mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.